Phi thuyền của hãng tư nhân SpaceX lần đầu tiên được phóng lên vũ trụ, tên từ Cape Canaveral. Hỏa tiễn Falcon 9 đã đẩy phi thuyền Dragon của tập đoàn SpaceX rời khỏi trung tâm vũ trụ Kennedy tại Cape Canaveral thuộc tiểu bang Florida vào lúc 8 giờ 35 phút tối hôm qua tính theo giờ địa phương để bay lên quỹ đạo trái đất. Phi thuyền Dragon chở 400 kg hàng hóa, bao gồm thực phẩm, quần áo, thiết bị để tiếp tế cho 6 phi hành gia đang làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế. Trong cuộc họp báo vào ngày 6 tháng 10, cơ quan hàng không vũ trụ NASA xác nhận kem lạnh là một trong số những thực phẩm mà Dragon mang theo. Ông Michael Sovradini là người quản lý chương trình trạm vũ trụ quốc tế của NASA, thông báo rằng họ cố gắng mang tới một phần thưởng cho các nhà du hành trên trạm. Chuyến bay ngày hôm qua là một trong những chuyến bay chở kem lạnh. Kem sẽ không tan chảy trong hành trình kéo dài 3 ngày của Dragon vì được đặt trong một tủ lạnh. Bà Gwen Shotwell là chủ tịch của SpaceX cho biết tủ lạnh chứa kem được thiết kế để bảo quản những mẫu vật dành cho các nghiên cứu khoa học có khả năng duy trì nhiệt độ từ âm 160 độ C đến âm 4 độ C. Ông Robert Cabana là giám đốc trung tâm vũ trụ Kennedy cho biết vì tủ lạnh của phi thuyền Dragon không chứa thứ gì trong chuyến bay lên trạm không gian lần này nên họ đã nảy ra ý tưởng đặt kem vào đó.